kiểm tra đi. Cái túi này chỉ để như này mà tự nhiên cái túi này khóa vào như này mà bây giờ túi tự nhiên mở ra như này. Được rồi, được, chị kiểm tra đi. Kiểm tra đi. Em nói thì có thấy trong với có 8 vạn 6 em 8 vạn 6. Còn tiền em một công ty. Có thể gọi điện. Em phải thông cảm với chị. Now we would like to invite passengers seated in long one to board. Now we would like to invite passengers seated in long one to board. Ui, tốt nhất là đừng có sách hộ. Sách hộ bây giờ như là sách thu kiện thích ra. Tiếp à? Em cũng thò đấy. Tôi nào? Đúng không? Gần cũng thò. Đang thò này. Con nó đồng tốt nhất là đừng có sách hộ. Sách hộ ra đồng bài, đồng bài. Ra đây công an cũng mồm. Hôm nay mình thật tha. Ngày này bà ấy bảo chỉ mất 10 vạn. Chị bảo nó mất tiền gì đấy. Tiền của tôi bọc cũng như đấy. Em nguyên không? Tiền gì đâu ngươi về ai để cho sách đấy. Bây giờ có phải rắc rối không anh này? Anh cầm một túi. Ra đây đổ khoảng 10 vạn. Còn tiền của em vay mượn ở công ty, tiền em làm ra. Còn nếu mà nếu là mất em không làm được, còn em không phải là mình đấy. Còn nếu như mà chị cố tình không cố tình mà mất thì chị. Còn cái chỗ này em đang ở sân bay. Em trôi qua không ai đập của em một lần nào mà của mà bây giờ nó có thể gặp nhau như vậy không? Lúc em vừa thấy rằng công ty mình lại bằng 18 vạn nhưng mà nó bắt được là nó sẽ không ấy. Em bị gì lại từ 18 vạn. Em ở đây chứ bảo ngàn đây, tức camera cái rồi biết không có tiếp em tới ngày. Em không 15 căn. Không em luôn. Em là người. Không 15 căn. Nếu mà không lấy thì sợ gì? Em nghe chưa? Em có lấy không chưa lấy đâu vào công ty. Không phải sợ gì hết. Trời tối mất tiền đâu biết ngày. Đấy chị có thể gọi cho công an đi. Nghe chưa? Em không làm bên này, em không phải em sợ. Em nghe chưa? Em không lấy công chuyện nữa, công sơ em gọi công an đến. Đấy chị gọi công an đi. Em thì nhớ một chuyến bay hôm nay đâu. Được không? Chị có thể gọi công an được không? Được đi. Này đừng cầm đồ hộ nữa. Đừng cầm đồ. Đây là đồ của chị ta. Không liên quan nữa. Bảo người mất một vạn trích camera cái đấy. Thực ra 10 vạn chứ không phải 1 vạn chị ạ. Công an đi cho em. Công an đi. Anh ơi, anh xem lại trong túi anh đi. Xem lại tất. Hả? Xem lại tất trong túi. Xem lại đi nhớ đâu bây. Lúc nãy không có. Lúc nãy không có chứ có là chữ lắm. Chết giờ đấy. Chúng ta làm anh kiểm tra lại đi. Anh nghe chưa? Mẹ mình. Đấy chỉ còn đến công an đấy. Đang yên lại kiểu dính hoan này. Rồi rồi, rồi dính trộm cắp chết nữa. Kiểm tra đi. Mày không lấy. Cô ấy vừa kiểm tra đúng không? Cô ấy vừa kiểm tra rồi đúng không? Không có đúng không? Bây giờ kiểm tra lại đi. Anh bảo này. Ngay khẩn trương. Bây giờ móc cái ba lô ra, cái đồ đồ ra nhanh lên xem. Mày không lấy công thử cho mình khám tất cả có lần nếu không có báo công an. Không bao lâu. Móc nhanh nha. Cái túi đồ quà. Cô ơi, lúc nãy cô kiểm tra rồi, bây giờ anh kiểm tra lại thì bắt đầu ra công an thì. Đây em cũng kiểm tra đi, xem khám nữa xem có không. Có ra công an nó nhanh. Mà kém nhỉ. Thế còn em đi về em cũng chẳng mang cái gì hết, là chỉ có cứ kiểm tra đi em. Cứ khám cẩn thận. Em kiểm tra qua. Không phải tiền mình để đây. Gọi điện công an đi để check camera đằng nào cũng mấy mình khóa cái này luôn à? Không, có mỗi một cái bọc tiền kiểu bọc tiền bằng cái tiền bọc tiền mình để đây, một chứng khoán mình rút ngân hàng mình để đây. Nhưng mà tiền ông chi không để đây. Hoặc để túi quần chị cháu để túi quần thì để đây nhưng mà vì là chỗ này tiền của người ta gửi mà. Thế cứ để cái ví đây thì bây giờ dở ra bây giờ. Người Việt mình anh ơi. Có sứ quan ở đây, mất nguyên một bọc sứ quan, không hơn không kém. Tại sao là tiền mình đất rút ngân hàng như này đưa cho cầm mà tiền, trong khi đó chị em mình không quen nhau. Thế chị chưa bao giờ. Em không việc em cũng khám đi. Chị nó kiểm tra chị bỏ túi chị mà mới lại túi có tiền thì không bao giờ nhờ sách được. Nhờ sách
chị nhờ sách nên chị vô lý thế. Chị vô lý thì không tin, không tin về chiếc camera xem có đúng chị nhờ nó sách. Sách nhưng biết đâu nó có kiểm tra chị có tiết hay không đâu. Có ai biết là chị có tiết không? Không biết là như thế nào, đúng không? Sách không có máy ma túy thì chết dở chứ. Thật đi. Thì đó chị cũng nói nó trước rồi mà. Chết đi. Tại vì là cái đồ như nào ấy, ma túy không thể nào mà mang túy. Việt Nam chúng ta vô lý. Không, em chỉ không ý là sách cũng không có ba viên này. Một cái đồ này sách cũng như đâu chưa cho lọt đúng không? Không, không sao cả. Cho to là cho, không phải vì thế này. Nhưng mà chị mất là chị sót hiểu. Đấy chị xài nó đấy, nó không lấy đấy. Nếu mà chị mà chị cảm thấy được báo công an. Không cảm thấy mà. Nếu mà không lấy bởi vì là em thông cảm với chị mất tiền thì chị sót. Ai cũng tôi mất tiền, chị mất tiền thì chị rất sót. Chị mất đồ khác nên. Sứ oan của chị chứ không phải chị ít đúng không? Nhưng mà thôi cái này là chị xách em như thế, nhưng mà em thông cảm với chị, em đã nói này, chị em thật thông cảm với chị mới kiểm tra em. Chứ còn nếu mà tin tưởng thì chị mới gửi em, đúng không em? Thế còn nếu mà như thôi thôi, bây giờ chị tốt nhất chị gọi điện công an lên. Nếu mà như vậy em chứ bây giờ chị em đừng nghĩ là chị thôi em nếu phải nói thế thôi em của tao quá thôi tôi giải tán mới ngay một nơi này em ơi mới ngay một nơi không anh không phải lấy tổng cục nước này vừa về mang 18 bản thậm chí đâu đấy là mình giấu không.